Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng mạnh lên trên ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ phản ánh tốc độ tăng giá chậm lại. Và biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho thấy mối lo rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể sẽ khiến nền kinh tế của Mỹ suy thoái trong năm nay. Hai báo cáo này có thể sẽ củng cố kỳ vọng khả năng Fed có thể dừng tăng lãi suất sau khi có đợt tăng nữa vào tháng 5 tới. Ở trong nước, giá vàng nhẫn tăng khá mạnh so với giá vàng miếng khi thị trường vàng thế giới biến động mạnh trong xu thế tăng. Hiện giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn đốt số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 55 triệu 950 nghìn đồng một lượng và 56 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 120 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 400 nghìn đồng một lượng và 67 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá giao dịch cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 450 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 550 cho đến 600 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 520 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 080 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 550 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66 triệu 650 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 734 nghìn đồng một lượng đến 55 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 734 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank.
Thưa các bạn, Bộ Lao động của Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 cho thấy lạm phát toàn phần giảm nhiệt. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng trước đã tăng 0,1% so với tháng 2 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai mức tăng đều thấp hơn so với dự báo và giảm so với mức tăng ghi nhận trong tháng 2. Ngoài ra, mức tăng cả năm của lạm phát toàn phần là yếu nhất kể từ tháng 5 năm 2021 và giảm tròn 1% so với mức tăng 6% của tháng 2. Tuy nhiên, lạm phát lõi ghi nhận sự tăng tốc nhẹ với mức tăng 5,6% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đã tăng 5,5% trong tháng 2. Nghiền ngẫm các số liệu này, giới đầu tư cho rằng Fed sẽ chỉ nâng lãi suất một lần nữa vào tháng 5 rồi sau đó tạm dừng, rồi sẽ tiến tới cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Khả năng này được củng cố khi biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed được công bố cùng ngày cho thấy giới chức Fed lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể sẽ khiến nền kinh tế của Mỹ rơi vào suy thoái trong năm nay. Nhà phân tích thị trường cấp cao ông Edward Moza của Onda nhận định rủi ro từ việc tăng lãi suất không đủ cao là đáng lo ngại hơn nhiều so với việc thắt chặt quá mức. Nên Fed có thể tăng lãi suất thêm 0,25% một lần nữa. Số liệu lạm phát lõi là cơ sở để Fed hành động như vậy. Ngoài ra, ông Moza còn cho rằng giá vàng đang được hưởng lợi từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư khi nguy cơ suy thoái kinh tế của Mỹ tăng lên. Mức độ rủi ro kinh tế đang lớn nên dòng tiền chảy vào vàng sẽ tăng lên. Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 67% Fed nâng lãi suất 0,25% trong cuộc họp vào đầu tháng 5 tới. Khả năng Fed dừng tăng lãi suất vào tháng 6 cũng ở mức gần 70%. Dù vậy, nhà giao dịch kim loại quý Alexander Zumfe của Harrods cho rằng đường đi chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới vẫn phụ thuộc chủ yếu vào việc các số liệu kinh tế tiếp theo có xác nhận tình trạng giảm tốc kinh tế hay không, bao gồm sự suy yếu của thị trường việc làm. Trong phiên ngày hôm qua, giá vàng còn được hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ và tỷ giá đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã lùi về sát mức 101 điểm, từ mức 102,2 điểm của phiên trước đó. Quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới FTDR đã mua dòng thêm 1,15 tấn vàng trong phiên ngày hôm thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên 934,08 tấn. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 trên kênh của Minh Pháp. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Pháp một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.